Ngày 8 tháng 8 năm 2013, phóng viên người đưa tin có mặt tại cổng khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ tối. Qua quan sát một hồi lâu, chúng tôi không khỏi bất ngờ, bởi bên cạnh những cặp tình nhân đang âu yếm mật ngọt với nhau thì còn có không ít chân dài đang ve vẩy, chai môi rủ dê khách. Trong số đó, chúng tôi bị hút hồn trước bộ váy ngắn quyến rũ của một nữ công nhân mà trước đó chúng tôi đã được chỉ điểm, thường xuyên có mặt tại khu vực này. Bà HNI 39 tuổi bán hàng rong cho biết về cô gái này. Cô gái này tên là A, một nữ công nhân ở khu chế xuất này mấy năm nay. Hôm nào xong việc, cô ấy cũng vội vàng dắt xe vào quán cơm quen thuộc sập sệ bên đường. Chỉ vài phút sau đó, cô bước ra với bộ váy tinh tươm và lột xác hoàn toàn đằng sau bộ đồ công nhân nhàu nát. Lần la tới quán cơm bên đường, phóng viên càng ngạc nhiên hơn khi được nghe chủ quán này nói về bướm đêm. Bà B, chủ quán cơm, cho hay: hàng ngày, ngoài bộ đồ công nhân, trong giỏ của các cô luôn có sẵn bộ váy đẹp, vài thỏi son môi, giày cao gót, phục vụ cho việc tăng ca đêm của mình. Từ trước đến nay, họ đều chọn các quán cơm lụp xụp bên đường để làm điểm tập kết, thay quần áo trang điểm. Nhiều lúc bị công an ập vào bắt các đối tượng này ngay trong quán của mình nên cũng bức xúc lắm, vì nó ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Tuy nhiên nghĩ lại, tôi thấy rất tội cho họ, bởi không chịu nổi cái nghèo, đồng lương 3 cọc 3 đồng, nên họ chấp nhận làm tiền trên thân xác của mình. Không chỉ vậy, theo tìm hiểu của phóng viên tại khu công nghiệp Tân Tạo, Lê Minh Xuân, làn sóng tăng ca đêm của nữ công nhân còn diễn ra phổ biến và rầm rộ hơn. Ông XD 40 tuổi, chủ một khu nhà trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phẫn nộ. Vì khu vực này gần khu công nghiệp Tân Tạo nên lượng công nhân tập trung ở đây rất đông. Việc nữ công nhân thuê phòng trọ đã diễn ra nhiều biến tướng trong những năm gần đây. Họ không chỉ thuê nhà trọ để ở mà còn làm luôn cái nơi hành nghề bán hoa của mình. Theo tôi được biết, cứ 5-7 cô thuê nguyên một căn phòng. Ai có khách chỉ việc kéo rèm lại, những người khác thì tạm lánh đi đâu đấy. Lúc đầu chúng tôi tưởng đó chỉ là bạn bè nên thông cảm và chỉ nhắc nhở. Không ngờ, cho đến khi công an đột ngột kiểm tra, mới biết thực chất là bán dâm. Được sự tiết lộ của nhiều người dân, phóng viên tìm đến khu công nghiệp Sóng Thần thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tìm hiểu về những tụ điểm ăn chơi tại khu vực này. Tại đây, phóng viên được trò chuyện với một tài xế xe ôm tên NVP 42 tuổi. Ông P cho hay, hành nghề xe ôm ở đây gần 5 năm nay, tôi biết rất rõ những chốn ăn chơi trong khu vực này. Hầu hết chân dài ở đây đều là công nhân của khu công nghiệp. Sau giờ làm việc trong công ty, họ thường tập trung đến các tụ điểm cà phê, massage, hớt tóc. Thậm chí nhiều cô còn mồi chài khách ngay trên đường lộ. Nơi đây đã trở thành không gian lý tưởng của khách làng chơi, một phần là vì giá mà các chân dài đưa ra rẻ hơn rất nhiều so với các tụ điểm khác. Nhiều lúc rơi vào thế bí, các cô gái cũng đồng ý chấp nhận bán thân giá rẻ chỉ với 100-200 nghìn đồng, thậm chí là vài chục ngàn. Oái oăm là nhiều gái bán hoa chuyên nghiệp cũng tìm về đây để mồi chài với giá rẻ cho các vị khách là nam công nhân. Phóng viên tiếp tục dạo quanh đường Bùi Thị Xuân, ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An, đường DT743, khu phố Đông Tân, thị xã Dị An, đường Lê Hồng Phong, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, huyện Dị An. Nhìn bên ngoài thì những quán này cửa khép hờ, tối om, lâu lâu mới thấy ánh đèn điện mờ mờ nhấp nháy. Tại một quán cà phê đèn mờ trên đường Lê Hồng Phong, không ít cô gái ăn mặc mát mẻ đang loay hoay tìm khách. Bất chợt có một vị khách dùng chân trên con đường này, bị một trong số những cô gái ấy vây quanh để câu mồi. Mặc cho không ít người nhìn ngó, cô gái lả lướt nép sát vào người đàn ông này. Không chỉ vậy, nữ chân dài còn dùng tay mân mê rồi được đà đưa tay vào bên trong áo để kích thích sự hưng phấn của khách. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bởi những tiếng vẫy gọi chào mời từ các mỹ nữ thiếu vải. Cũng tại khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, phóng viên có dịp tìm đến thiên đường của những người đồng tính nam hiện ra dưới những lùm cây xanh mát mà những người đi ngoài đường không thể phát hiện được. Mới chỉ 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, dọc theo các con đường rợp bóng cây trong khu công nghiệp đã có hàng chục thanh niên đủ mọi lứa tuổi đứng chờ Thượng Đế. Đi sâu vào bên trong, chúng tôi chứng kiến nhiều cặp đôi là hai gã đàn ông đang quấn quýt nhau mặc cho có sự có mặt của người lạ. Sau vài phút hỏi thăm, phóng viên làm quen với một thanh niên 18 tuổi với gương mặt đầy nam tính.
Được biết, người thanh niên này tên là NNM, 18 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Khéo léo gợi chuyện, phóng viên được biết, chợ tình thường đông và nhộn nhịp vào ban ngày, nhất là hai ngày cuối tuần. Hàng ngày có không ít mại dâm nam là người đồng tính, đến đây trèo kéo khách mua dâm. Điều này làm mất đi sự yên bình vốn có nơi đây. Thậm chí từng xảy ra nhiều vụ đánh nhau do tranh giành khách, khiến tình hình an ninh trật tự vô cùng phức tạp. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều cặp đôi là hai nam thanh niên còn lộ liễu khoe hàng giữa thanh thiên bạch nhật. Nhiều người dân ở đây cho biết lực lượng công an thành phố Dĩ An thường xuyên truy đuổi để bảo vệ cuộc sống trong lành cho người dân. Tuy nhiên sau đó chợ tiếp tục hoạt động và ngày càng thu hút người đồng tính từ khắp nơi. Đang loay hoay quan sát về những cách thức hoạt động bán dâm nam ở đây, thì một nam thanh niên chừng 20 tuổi bước lại gần. Theo tiết lộ của M, thì người thanh niên tên Quy đã hoạt động mua bán dâm tại khu vực này mấy năm nay. Rất chuyên nghiệp, Quy nhanh chóng tiến sát lại để làm quen với phóng viên. Nhận ra sự ngơ ngác của phóng viên, Quy hỏi: "Hình như các em đến đây lần đầu hả? Trông lạ quá." Nhưng điều đó không thành vấn đề, vì em muốn dịch vụ nào anh cũng chiều hết. Sau một hồi Quy mời chào nồng nhiệt, phóng viên gạ hỏi giá cả cho những dịch vụ này. Quy nhẹ nhàng nói: "Em muốn giá nào? 100.000 đồng một tiếng trong phòng trọ hay là 200.000 đồng trong khách sạn bình dân?" Tôi cười xòa và gạt đi ý định kiếm tiền của Quy bằng một lời từ chối khéo. "Xin lỗi anh nhé, em đến đây để tìm một người bạn mà mãi chưa tìm thấy." Phóng viên vội vã bỏ đi ngay sau đó vì nhìn thấy vẻ mặt khó chịu trên khuôn mặt của Quy. Hiện nay tệ nạn xã hội nói chung, mại dâm nói riêng diễn biến rất phức tạp và hết sức nghiêm trọng. Cụ thể là về địa bàn, trước đây mại dâm tập trung chủ yếu ở thành phố, đô thị, khu công nghiệp lớn, khu du lịch, như cho tới nay, mại dâm đã lan rộng đến cả vùng nông thôn, miền núi, miệt vườn, ven biển. Quy mô ngày càng lớn, có tổ chức, có đường dây khép kín và sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức tội phạm các tỉnh, các quốc gia và lôi kéo cả một số cán bộ có chức quyền tham gia. Phương thức hoạt động của mại dâm ngày càng đa dạng, tinh vi, trá hình để chống lại các cơ quan kiểm soát và thi hành pháp luật. Cơ sở hoạt động mại dâm được núp dưới các hình thức dịch vụ như karaoke, vũ trường, massage, quán ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn, cắt tóc, gội đầu thư giãn. Gái mại dâm trá hình dưới vỏ bọc là tiếp viên, nhân viên nhà hàng, kỹ thuật viên, vũ nữ. Nhà hàng có hệ thống bảo vệ, báo động ngầm, ngụy trang phòng ốc, có điểm canh gác, có ám hiệu để nhận đón khách, báo động khi kiểm tra đến. Một số nơi có xu hướng hoạt động công khai kiểu chợ tình, nơi ở công cộng như vườn hoa, công viên, lề đường, ngõ vắng, ngõ hiểm. Gần đây đang có hiện tượng trẻ hóa đội người gái mại dâm. Thậm chí có cả các em gái vị thành niên hoặc ít tuổi hơn đã đi vào con đường mại dâm. Xu hướng mại dâm nghiện ma túy, gái mại dâm nghiện ma túy bị nhiễm HIV đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Những nguyên nhân chủ yếu của mại dâm trong giai đoạn hiện nay do tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và chính sách mở cửa tới các hoạt động đời sống kinh tế xã hội và của nhân dân. Do tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hiện nay của chúng ta khá lớn, đặc biệt đối với một bộ phận nữ thanh niên nông thôn, ảnh hưởng của văn hóa độc hại nước ngoài và lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, sự phân hóa giàu nghèo. Một bộ phận dân cư đời sống khó khăn, thiếu việc làm, thu nhập kém, lại ít tiếp xúc với thông tin giáo dục, nên làm những việc làm trái pháp luật như tổ chức nuôi môi giới mại dâm, bán dâm. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về hiểm họa của mại dâm đối với cộng đồng và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống mại dâm, góp phần giữ an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, hãy chung tay vào cuộc, tham gia vào công tác phòng chống mại dâm. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo trên kênh.